Em rất nôn tới Tết nha. Thiệt sự luôn á, bây giờ em có chồng có con rồi nhưng em vẫn nôn tới Tết. Thì giống như em nói đó, khi mà được chồng em về đây chơi rồi mọi người quay quần bên nhau thì đúng là cái kiểu Tết đoàn viên, Tết sum họp luôn á. Nhưng mà thí dụ giống như hồi xưa đó mình ham chơi, chị nghĩ là hồi mà mình còn bé, còn trẻ trâu đó thì mình sẽ là chơi Tết, mình chơi, nghĩ đến Tết là đi chơi được cái này được cái kia. Nhưng đến khi mình trưởng thành hơn, mình có gia đình mà ăn Tết, mình sẽ cùng với gia đình mình quay quần để ăn một bữa cơm mình cũng thấy vui rồi. Đâu cần nhất thiết là trong đó là món gì, có đầy đủ cầu dừa đủ xài, có đầy đủ hết hoa mai hoa đào, cây tắc, cây sung đâu, miễn là mình cùng ở gần nhau thì cái đó là Tết. Tết ở trong tim chứ không phải Tết ở trên tình lịch. Nhưng mà hồi đó là có Tết nào em đi nước ngoài không? Có Tết nào em đi chơi đi du lịch không? Coi như là chưa bao giờ luôn á. Ăn Tết với mẹ? Dạ, chưa bao giờ có một cái Tết đi trốn. Dạ. Nhưng mà thí dụ em nghĩ về chuyện đó thì em thấy nếu mà có cơ hội thì em có muốn như vậy không? Hay là vẫn muốn một cái Tết đoàn viên hơn? Với em thì em vẫn muốn một cái Tết đoàn viên. Nó sao ta? Tới giờ phút này nha, các thành viên trong nhà của em thì vẫn chưa được đoàn viên lắm. Bởi vì ai cũng có công việc xa. Như là chị hai danh rể của em thì vẫn ở bên Nhật, Tết không có được về. Rồi chồng của em thì được mấy ngày nghỉ Tết thì mau mau về với vợ. Thì em thích cái cảm giác là quay quần ở nhà hơn là đi đâu đó. Tại vì cả một năm mọi người đã đi rồi, em muốn dành cái thời gian Tết để ở nhà hơn. Em nghĩ rằng là mình có thể đi hè hoặc là đi một cái dịp nào khác cũng được, nhưng đừng là Tết. Có lẽ là chị nghĩ là do chị em mình đều đã trải qua cái cảm giác Tết ở nơi xa đó như thế nào, nên là cứ nhắc đến Tết thì mình cảm thấy là mình rất thích kiểu ngồi chung với nhau á. Tính ra tôi đi tham gia 2 show về Tết rồi mà kỳ nào nhắc đến Tết chị cũng cảm thấy rất là cô đọng á, biết sao không? Bởi vì có những cái Tết chị được ở Việt Nam nhưng mà 2 em gái chị không được, tại vì nó còn đi học, mỗi đứa một nơi. Cái đến lúc mà sắp bắn pháo bông á, cái thấy nó nhìn qua trên màn hình á, mình thấy rất là thương. Nếu là mình cũng thấy như vậy. Nên là mình nghĩ là Tết ở đâu á nó rất là quan trọng, nhưng mà quan trọng nhất là mình có được ở gần những cái người mà mình yêu thương hay không thì rất là tuyệt, đúng không? Chắc là tại bởi vì hai bà đây là được trải qua ở nơi khác rồi mới nói vậy. Chứ biết đâu mấy bạn kiểu chưa bao giờ đi ra nước ngoài cái cũng rất là muốn trải nghiệm, bởi vì cái không khí Tết là không có ở đâu giống đâu, mà cũng không có những cái ngày thường giống như vậy được đâu. Chị thì chưa được trải nghiệm nhiều, nhưng mà chị nghe các em chị nói là trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài thì người ta cũng sẽ có những cái hoạt động khác nhau. Thì nó cũng chỉ có thể na ná giống như ở Việt Nam thôi. Ở bánh chưng cũng đâu có nhiều nguyên liệu như ở Việt Nam mình hay là ấy đâu. Nhưng mà tất cả cũng chỉ để hướng về Tổ quốc, hướng về đất nước. Nói chung là mọi người vẫn đang rất là cố gắng tạo cái không khí để cho cảm thấy là mình cũng ăn Tết. Mình mặc dù mình ở xa nhưng mà mình cũng ăn Tết, thì tất nhiên là ở đó thì sẽ không bằng trực tiếp là mình ở Việt Nam. Nhưng mà kiểu hồi trẻ đó là em nghĩ về Tết như thế nào? Ồ, giờ em già lắm hả? Trời ơi, có em bé rồi mà mày đặt trẻ đồ nữa. Hồi trẻ thì em nghĩ về Tết như thế nào hả? Thiệt ra là hồi trẻ trâu. Trẻ trâu. Thiệt ra tới bây giờ thì em vẫn nghĩ như bình thường thôi, không có gì thay đổi hết trơn á. Thì Tết thì vui. Em rất nôn tới Tết nha. Chị cũng vậy. Thiệt sự luôn á, bây giờ em có chồng có con rồi nhưng mà em vẫn nôn tới Tết. Thì giống như em nói đó, khi mà được chồng em về đây chơi rồi mọi người quay quần bên nhau thì đúng là cái kiểu Tết đoàn viên, Tết sum họp luôn á. Nhưng mà thí dụ giống như hồi xưa đó mình ham chơi, chị nghĩ là hồi mà mình còn bé, còn trẻ trâu đó thì mình sẽ là chơi Tết, mình chơi, nghĩ đến Tết là đi chơi được cái này được cái kia. Nhưng đến khi mình trưởng thành hơn, mình có gia đình thì là ăn Tết. Mình sẽ cùng với gia đình mình quay quần để ăn một bữa cơm mình cũng thấy vui rồi. Đâu cần nhất thiết là trong đó là món gì, có đầy đủ cầu dừa đủ xài, có đầy đủ hết hoa mai hoa đào, cây tắc, cây sung đâu, miễn là mình cùng ở gần nhau thì cái đó là Tết. Tết ở trong tim chứ không phải Tết ở trên tình lịch.